Kênh Thanh Nhìn Đẹp xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui mừng khi được gặp các bạn ở trong chương trình chia sẻ những cái mẫu nhà đẹp. Thì hôm nay mình xin gửi đến các bạn một mẫu nhà hình chữ L với diện tích chiều mặt tiền là 5m4 và chiều sâu là 14m. Cái phần chìa ra của chữ L đấy là 1,5m các bạn ạ. Thì xin mời các bạn đi vào trong nhà tham quan cái mẫu nhà này. Các bạn quan sát cái bên ngoài của công trình. Đây là cái phần đường của ngôi nhà. Đó, các bạn tham khảo cái phần rộng của mẫu nhà này đang được xây dựng. Cũng rất là độc đáo. Mẫu nhà này thì được bố trí là sơn màu sơn trắng sứ. Cái phần hiên được chìa ra là 2m2. Đó, các bạn quan sát này. Đấy, màu sơn trắng sứ rất là đẹp. Được bố trí những cái đèn ở bên hông cột rất là hợp lý. Mẫu nhà này thì gia chủ dùng gỗ lim Nam Phi cho cửa chính thôi. Còn là phần cửa sổ và cửa chính tầng 2 thì dùng toàn bộ bằng hệ nhôm sinh pha cao cấp. Đó, các bạn đang quan sát cái phần hiên của tầng 1. Đi lên trên thềm thì chúng ta sẽ bước qua 3 bậc tam cấp đi lên. Cái cột hiên này thì được gia chủ bố trí là cột 30-40, nghĩa là chiều ngang của cột là 40. Đấy, chiều sâu của cột là 40, chiều ngang là 30. Đó, cửa đây, cửa gỗ lim Nam Phi làm rất là đẹp. Đây, các bạn quan sát cái phần cột này. Đó, cũng được đắp gờ chỉ rất là đẹp. Và bây giờ xin mời các bạn đi vào trong phòng khách để quan sát. Ở đây phòng khách thì được gia chủ bố trí là 25m2 các bạn ạ. Bên hông của phòng khách thì được làm một ô cửa sổ rất là to. Cái khung cửa sổ thì được làm bằng khung ni lốc, cửa thì cửa hệ sinh pha. Sau này bố trí hệ thống rèm cửa vào nhìn cũng rất là tinh tế. Mình làm kiểu này thì sẽ giảm được cái chi phí cho công trình mình xây dựng. Mà cái hệ nhôm sinh pha này cũng tránh nắng mưa rất là tốt. Đấy, trên cái hệ trần này thì được gia chủ điểm nhấn trên thêm cái màu xanh tạo cái nổi bật cho cái bức trần. Các bạn đang quan sát cái phần nền nhà. Đi vào bên trong thì chúng ta sẽ có hệ cầu thang. Hệ cầu thang này thì cầu thang gia chủ làm nhỏ thôi. Chiều ngang của cầu thang này là 2m các bạn ạ. Từ đối diện với cầu thang là chúng ta sẽ có một cửa ra ngoài sân. Đây, và xin mời các bạn quan sát một lần nữa cái phần cầu thang. Cái bên trong cùng của chúng ta thì sẽ có một phòng ngủ, một phòng vệ sinh chung. Và đi thẳng vào trong cùng là khu vực nấu ăn của gia đình. Đó, xin mời các bạn quan sát cái khu vực nấu ăn. Khu vực nấu ăn này thì có cái phần cửa gian sau. Để gian sau có cái phần đất của nhà mình vẫn bên đấy vẫn còn. Cái khu vực nấu ăn này thì chúng ta sẽ bố trí là hai ô cửa sổ. Một ô cửa sổ lớn và một ô cửa sổ nhỏ để lấy cái ánh sáng
cho cái khu vực nấu ăn này. Bên cạnh cái khu vực nấu ăn này thì chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh chung và một phòng ngủ với diện tích là 10 mét vuông. Và bây giờ xin mời các bạn đi vào khám phá cái phòng ngủ và cái nhà vệ sinh chung của tầng 1. Nhà vệ sinh chung này thì với diện tích là hơn 3 mét hơn 2 mét vuông một tí thôi, 3 mét vuông. Đây, các Đó, bạn quan cũng sát rất là đầy đủ cái tiện hệ nghi. thống nhà vệ sinh, nó dao động trong khoảng 3 mét vuông các bạn. Đó, quan sát này, đầy đủ tiện nghi luôn. Tiếp đến là căn phòng số 1 ở tầng 1, được bố trí một cửa sổ về đằng sau. Làm hệ cửa thì bằng cửa nhôm sinh pha, nhôm hệ sinh pha. Còn cửa ra vào kia là bằng cửa nhựa Hàn Quốc các bạn nhé. Nhựa Hàn Quốc này thì được nhập khẩu ấy. Nhìn cũng chắc chắn, giảm phần chi phí trong nhà này. Đó. Đây, những cái này là bằng gỗ nhé các bạn nhé, viền này, những cái phào viền bằng bộ gỗ hết này. Rồi. Xin mời các bạn lên trên tầng 2 để tìm hiểu cái công năng sử dụng trên tầng 2. Ở đây thì việc gia chủ bố trí cái cửa thoáng cho cầu thang này. Và đây là cái phần bên trên nhà tắm, gia chủ bố trí cái kho thế này, để kho đấy, để những cái đồ không cần thiết vào đây. Đó, đây là cái chệt đấy nhá, chệt chiêu nghỉ nhá, sơn sắp xong rồi chị nhỉ? Chắc là còn 2 buổi nữa, tại vì còn đang dặn. Đây, các bạn quan sát cái phần bên trên khách của chúng ta, nó dao động khoảng 20 mét vuông các bạn ạ. Đó. Làm hết bằng hệ cửa sinh ra nhé. Đây là cái phần hành lang này, chìa ra là 2 mét, rất là rộng. Hệ cầu thang sau này gia chủ lắp lan can bằng kính nhé các bạn nhé. Đấy, đây là hệ trần này. Trần và hệ mái trên mái thái này được sơn màu chủ đạo là màu trắng sứ. Đó, các bạn quan sát đây, hệ cửa bốn cánh này, hệ cửa bốn cánh sinh pha đây. Đây các bạn quan sát cái phần phòng phòng ngủ số 1 ở trên tầng 2 này. Đó, đây là diện tích 20 mét vuông. Sau này gia chủ bố trí lắp những cái rèm cửa ở đây. Đó, rất là đẹp. Trên này cụ đốt cái gì mùi ấy lắm nhỉ? Kiểu mà có hơi sơn mới nên là tưởng là cho mình ghét buộc đốt như này thì nó hết đi, nhưng nó chỉ có thời gian sơn thì dần dần nó cũng hết mà mùi. Có thời gian thì mới hết, đốt như này nó ám khói cả đen xì nhà, thật ám khói đen xì hết trần đi. Xong công trình này có đi sơn ở đâu nữa không chị? À thế ạ. Tầm gần Tết thì chỉ có đi thì thôi, hoàn thiện thôi. Vâng. Có công trình nào gần đây nữa không chị? Có bên này ạ. Bên nào? À, đang sơn dở đấy nhỉ.
Đấy, có cái thau đồng người ác này. Đồ cổ đấy.